hai anh em nhá. Hàng khách mua nhưng mà khách kêu là gối nhựa bị xước, khách trả lại. Thì hôm nay nhân tiện đây thì em xin phép là hướng dẫn luôn cho anh em cách để xử lý vết xước khi mình dùng gối nhựa nhá. Thực ra là cái thằng gối nhựa này thì vận chuyển thì nó sẽ bị xước, đó là điều không thể tránh được, nên là khi mà làm lên thi công ấy, mình chỉ cần phun BU thôi, hoặc là xước nhẹ thì mình chỉ cần lấy xăng thơm dòng Putin, gốc Putin mình lau thì nó sẽ hết. Đây để em khui thùng ra để em xử lý vết xước này cho anh em xem, rất là đơn giản luôn, không có gì là phức tạp. Cái ưu điểm của dòng gối nhựa là xước mình xử lý được ngay, rất là dễ. Đây anh em có thể thấy là vết xước này. Rồi, để em mang ra ngoài này em quay cho nó rõ nhé, cách xử lý nhé. Rồi anh cảm ơn. Ra ngoài nắng thì mọi người có thể thấy là vết xước rõ hơn này. Nhưng mà cái này xử lý hoàn toàn xử lý được nhé. Anh đánh dây nhám xa qua này, dùng dây nhám Nhật 320 nhé mọi người. Đánh theo chiều dọc của cây gỗ. Đấy, anh em mà cứ bảo là xước làm sao mà xử lý được. Rồi thì công xong cũng phải đánh cái nhám thôi. Xước thì thế này thì sao mà chấp nhận được. Thì thực ra cái thằng này nó phải xước. Bản thân của nó vận chuyển thì nó sẽ phải xước thôi. Nhưng mà ưu điểm của nó là xước là mình khắc phục được, và khi mình khắc phục xong thì nó sẽ đẹp. Đây cái đoạn này anh đánh thêm vào cho em này. Đánh khúc này, đánh khúc này cho mọi người xem này. Là một khúc này. Thực ra là khi mà mình đánh dây nhám như này này, cái lượng BU mà nó thẩm thấu vào bên trong cây gỗ ấy, nó sẽ nhiều hơn đấy, nó sẽ đanh cái gỗ hơn. Đánh đều tay vào. Rồi anh em cứ lấy dây nhám 320 đánh đều tay nhé. Cứ đánh thật đều tay vào. Đấy, như vậy là những cái vết xước này là mất rồi. Rồi bây giờ mình đã xử lý được các vết xước. Khi mà mình xử lý xong vết xước á là mình sẽ lấy lại màu cho cái vân gỗ này thôi, rất là đơn giản. Khi mà mình phun BU nó sẽ lên lại màu hoàn toàn, thậm chí là khi mà em mới chỉ lau xăng thôi nó là lên màu rồi. Rồi mịn rồi, rồi là sạch đây. Ok, giờ mình dùng xăng này. Em dùng xăng thơm em lau cho mọi người xem này. Đó. Nó lên lại màu ngay. Thậm chí là phun BU vào thì nó còn lên thêm 10% vân nữa. Đẹp hơn là lúc chưa phun. Khi phun BU thì anh em cho thêm tí cứng vào cho nó đanh cái gỗ, thì nó sẽ không bị chảy xước nữa. Rồi, ok. Cái này là em mới lau xăng thôi. Rồi anh đánh nguyên cả cây đi, anh đánh nguyên cả cây đi rồi để phun BU cho mọi người cùng xem luôn. Rồi, vậy là em mà xử lý nguyên cả cây đi. Anh em bảo là lau xăng vào khi khô xăng là nó sẽ bay màu. Xăng khô rồi nhá, còn không bay đâu. Cái này là em vẫn chưa phun BU đâu ấy. Anh cứ đánh mạnh tay vào, đánh cho nó mịn cái cây lên. Rồi, ok anh em nhá.